Hello tất cả em nha, và chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Bisugu đây, và chào mừng đã quay trở lại với cái story mà Bisugu chơi đất cho chân lý mùa 6 nào. Thì chào hôm nay nha, thật sự khá là may mắn luôn á, khi mà mình đang đép được cái chủ thắng gọi là 8 trận liên tục và đang còn 100 máu luôn á, là đồng nghĩa với việc là từ đầu đến tận bây giờ là mình chưa thua bất kỳ một cái trận nào luôn. Thật sự là nó hơi nó cũng xui đây mà, tại vì cái này là mình ra ngõ bên trễ chứ mà mình ra ngõ bên sớm á là mình đã chơi được chuỗi chủ thu luôn rồi đó. Úi giời, tại vì hai cái lỗi mà mình đang ra nè, nó là hai cái lỗi mà lúc đầu game Snowball rất là tốt và mình độ hình cũng hai sao nhiều, với lại là đồ mình cũng ghép sớm á, nên mình đang thắng khá là ổn map. Nên nếu như mà được thì trận này mình sẽ cố gắng mình lên level 8, level 9 sớm nhất có thể, rồi mình roll tướng 5 vàng 3 sao nha. Còn rất là nhiều tướng mà mọi người đặt ra cho mình mà mình chưa làm được á, kiểu như là Jayce nè, Galio nè, Yumi nè, hoặc là những con tướng mà nó ít người làm á, thì mình sẽ cố gắng mình làm và cho nó đồ thế giới nha, cộng với là việc gọi là bán hết tướng cho nó một con chính xem nó được hay không. Thì mình đã làm những con như là Victor nè, Kai'Sa nè, cũng như là những con mà tướng 5 vàng khác như là Zenith nè, đó. Thì những con đó là mình có làm gọi là 3 sao đồ thế giới và bán hết tướng rồi, một con chính phải gọi là cực kỳ mãn nhãn luôn á. Thường á nha, mình làm một con tướng 5 vàng 3 sao nào đó mà cho nó đồ thế giới á, thì mình sẽ làm đúng một con thôi, đúng một con thôi nha anh em ơi. Còn những cái trận nào mà nó độ mình kiểu như là ra Neko nhiều nè, ra ngộ binh sớm nè, hoặc là chơi chủ thu mà dài dài mà có nhiều Neko hoặc là có nhiều tiền á, thì mình sẽ cố gắng mình lập kỷ lục bằng những con tướng gọi là 4 hoặc là 5 vàng 3 sao các kiểu, mà 4-5 con đó nha thì mới mãn nhãn. Còn không là mình sẽ làm tập trung vào một con tướng 5 vàng 3 sao và cho nó một cái build đồ phải gọi là cực kỳ dị, như là 3 kiếm tứ thần nè, 3 găng nè, hoặc là 3 mũ, hoặc là đi chung với đồ thế giới là vô cực và găng bảo thạch nha. Đấy, nói chung là mỗi cái video là mình sẽ cố gắng mình gửi tới cho anh em một cái sự bất ngờ mới. Thì nếu như mà anh em muốn mình làm gì á thì cứ bình luận ở phía dưới nha, mình sẽ cố gắng mình đọc hết tất cả bình luận của mọi người và làm từng cái một. Thật sự là bình luận anh em đưa ra rất là nhiều nên mình sẽ cố gắng mình làm từ từ nha. Mình làm từ cái dễ nhất đến cái khó nhất, cái nào mà được độ sớm á thì mình sẽ làm sớm, mặc dù cái đó khó hay không mà được độ á thì nó làm cũng rất là dễ luôn. Ok, có găng anh em ơi, ngon. Đúng là mình còn đang thiếu một cái găng nữa, nó ra luôn là hợp lý rồi. Tại vì mình đang có một cái găng bảo thạch nè, có kiếm BF nè, thiếu một cái găng đó thôi là mình lắp được một cái vô cực luôn, và trận này nó ra cho mình luôn. Để cho găng bà lăng cầm này luôn ở đây mà hắc tiền cho nó sướng nha. Ok, hiện tại đội hình của mình là 4 đấu sĩ với lại là 3 ngộ binh, 2 thách đấu, máy móc, liên xạ các kiểu. Hồi nãy không hiểu sao, thật sự không hiểu sao luôn á, mình vừa mới khoe là thắng liên tục xong, xong một khoe một phát là thua luôn. Mặc dù đội hình của ổng cũng khá là yếu chứ không có mạnh, mình vẫn thua, ảo thật đấy. Anh em nào xem ta hay hãy đừng quên để làm một like đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha, động lực cực kỳ lớn luôn á, để cho mình tiếp tục làm những video chất lượng hơn mỗi ngày và gửi tới cho tất cả anh em xem nha. Cái trận hôm nay nha là mình vẫn chưa biết là mình sẽ làm cái gì cả anh em á. Nó sẽ tùy thuộc vào lúc về live game mình roll được con tướng 5 vàng nào nhiều, với lại là tùy thuộc vào trận đấu này nè, anh em giành con tướng 5 vàng nào nữa. Là giả bộ mình muốn làm con Galio đúng không, mà người ta giành tầm 1-2 con thôi là mình sẽ bỏ luôn, mình làm con khác cho anh em ơi. Tại vì tướng 5 vàng mà bị giành á thì rất là khoai, không có làm được đâu. Với lại mình còn không có Neko nữa, có tầm 2-3 cái Neko á, còn sợ bị giành nữa, nói chuyện không có cái Neko nào roll chay nữa, khoai lắm. Thì hiện tại cơ mình đã đăng rất là nhiều vít về meta nè, thử thách nè, cũng như là đồ dị nha. Thì nếu như mà anh em muốn xem thêm thì có thể lên kênh của mình để tìm kiếm xem. Còn không thì có thể lên YouTube search tên ý tưởng đó cộng với kèm tên Bisugu nha anh em. Nhiều khi nó sẽ ra đó. Nếu như mà chưa ra thì mình chưa làm. Vậy thôi. Úi xòi, ngọt nước, ông này đi luôn. Hình như là cái ông này FK thì phải. Ok đấy,
Nào hủ được hai trận được xíu vàng thôi chứ được cái gì đâu. Hiện tại tốc độ lên level của mình đang khá là nhanh đó nha, tại vì ra 4.3 mình đã lên gọi là 1/4 cái level 8 rồi, sắp level 9 rồi. Nếu như mà theo đúng cái tiến độ này thì tầm ra 4.7 hoặc là qua ra quái xong á là mình sẽ lên được level 9 nha, và bắt đầu roll là vừa. Cái đậu xanh nó găng mà lăn cầm đồ này mà không hắc được một vàng à. Thôi tầm này thu cũng được anh em, mà thu là cũng ok mà. Thu là cũng ok mà. Úi dồi, không giết được thêm một con nữa kìa. Akali Yumi cầm gậy. Có Tarik luôn. Cầm thì vàng kìa. Mình thì mình top 1 thì chắc chắn là không lấy được những cái trang bị hoặc là những con tướng 5 vàng ở đâu. Đấy, hai ông đầu tiên lấy hai tướng 5 vàng rồi. Mình thì còn gì húp cái đó thôi chứ thật sự là cũng không có được lựa chọn đâu mọi người ạ. Thì vàng không ai lấy thiệt luôn á hả? Vãi chưởng vậy. Mình thì cũng không cần thì vàng lắm anh em ơi, nhưng mà thôi. Mọi người đã không lấy á thì mình xin thôi. Chứ thật sự cái đồ hình của mình nó là không có cần thì vàng luôn á. Mình là chơi ngoại binh đúng không, hoặc là chơi đấu sĩ nè, hoặc là chơi máy móc nè, là không có cái không có cái nào mà ghép được từ thì vàng cả. Chỉ có thể là tí nữa đợi mà rót ra một cái thì vàng nữa thì lắp thêm một cái slot thôi, còn không mà tí nữa thiếu thách đấu thì lắp thách đấu, thiếu hó kỹ thì lắp hó kỹ. Ủa, chọn này nhiều anh em lấy được cái lỗi ngoại binh của ta hơi bị nhiều đó. Mình chết sơ qua thì thấy có tận hai ông á. Cảm tử hót kỹ giáp tự chế với lại phóng hỏa, lấy cái phóng hỏa thôi anh em ơi. Hai kia thì về lay mình không có xài được đâu. Hai kia về lay thì kiểu như là đánh theo team các kiểu thì mới xài được, chứ mình thì để có ý định là làm tướng 5 vàng 3 sao á và cho nó một con chín á thì lấy cái đó thì nó hơi bị phế. Ôi, ông này u gót đồ chiến vậy. Ôi, găng bà lăng đồ này mà nãy giờ lâu lâu mới hắc được một vàng à, khá là si đa. Đấy, nếu như mà mình tính đúng thấy không, thì qua ra quái nha là mình sẽ lên được level 9 khá là nhanh rồi, tầm này lên level 9 là ổn. Trận này mặc dù là có tận hai cái lõi vàng ở đây mà, nhưng mà không có một cái lõi nào mà nó cho mình một cái gì ngon ngon cả. Hai tướng 5 vàng nè, mua hai tướng 5 vàng này là 10 vàng rồi, làm giảm tốc độ lên level nha.
Ok, hợp lý chưa? Mày lấy cái liều vàng, lấy cái thì vàng là hợp lý chưa? Đồ toàn đồ tăng không anh em à. May mình lúc đầu game là mình đã có ý định là mình làm đồ thế giới sẵn rồi đó, nên mình đi chợ là mình lấy gậy với lại là găng kiếm không rồi nha. Cho nên mình thấy rất đồ không? Cái đậu xanh đó, hai đai lưng. Hai đai lưng, ba dấp lưới. Lắp đồ tăng mệt nghỉ luôn mà. Nhưng mà đồ tăng này cũng hơi bị chuẩn nên nó cũng khá là mạnh đấy. Rồi hiện tại là cho tướng năm và nó cầm đồ carry trước nha anh em. Mình thì làm con Vinh rồi, Kai'Sa rồi, với lại là Tamken các kiểu rồi, thì mình sẽ hạn chế hoặc là cố gắng không làm lại những con đó nha. Mình sẽ làm những con tướng mới mẻ như là Galio, Jayce hoặc là Yumi các kiểu á, những con tướng mà mình ít khi làm. Hiện tại là mình cho Kai'Sa nó cầm đồ cho nó carry tốt hơn thôi nha anh em. Tamken hất tiền kìa, ngon. Mấy con này là đã có meta cả rồi nha, Kai'Sa, Jayce, Tamken các kiểu á, Big Fortune rồi các kiểu luôn á, có là meta hết rồi. Hiện tại đã đều vẫn xài được cả. Một trận này em chơi nhắc vàng chất đồ nhiều quá ta. Mấy cái nhắc vàng chất đồ này hiện tại meta mình đang cảm thấy nó khá là yếu á, không có mạnh lắm. Chơi mà năm ngồi bên đây nè thì cái tỷ lệ mà rớt nơ cô nó cũng khá là cao chứ không phải thấp nha. Tỷ lệ rớt nơ cô cũng ổn đấy. JC găng bà lăng ok luôn. Đồ thì mình không thiếu nữa rồi. Ok, Tamken 2 nè. Akali nữa nha anh em ơi. Con Akali này mình cũng có làm kiểu như là lên 3 sao đồ thế giới một con 9 rồi đó. Anh em bấm vào video của mình xem thêm nha. Đăng rất là nhiều luôn rồi. Hiện tại là mình đang cố gắng mình làm những cái ý tưởng mà mình chưa làm á, chứ rất ít khi mà mình làm trùng hoặc là không có luôn á anh em. Trừ khi mà nó ra phiên bản mới thôi. Đấy, đội hình này của mình là lấy tiền đè người mà. Không hiểu sao nha, mà đi chợ với lại đồ rớt một hồi tự nhiên mình có hai cái quyền năng luôn. Rất là ảo mà. Đấy, rớt đồ liên tục nè, sướng chưa? Tamken đồ này thì nó phải gọi là càng ngày càng nhiều đồ mà. Neko ok, hợp lý. Hợp lý rồi mọi người, có một cái Neko là đỡ rồi á. Làm tướng 5 vàng là mình chỉ cần ít nhất là một cái Neko thôi là cái tỷ lệ mà lên được 5 vàng 3 sao á, nó cực kỳ cao luôn. Hiện tại là mình đang còn tận là 80 máu nha, nên tới nữa mình fit một chút chắc chắn rồi.
cho cần trận đấu nó kéo dài hơn một chút để mình roll. Jesse nè, Jesse nè, ú rồi. Ronop nào, Ronop nào, Galio, ui, Jesse rank nhiều quá ta, vãi trưởng á. Jesse rank sướng sướng, ui, một con Jesse nữa anh em ơi, Galio, ui, Galio, nhưng mà thôi anh em ơi, mình đã nói rồi nha, mình mà làm một con nào đó đồ thế giới á, là mình sẽ tập trung mình làm một con thôi. Chọn này là Jesse là có khả năng lên được cao nhất rồi nè, ui, Galio cũng nhiều quá vậy, Galio cũng nhiều quá vậy bạn. Ra ít thôi để mình run JC được không? JC một con đã đủ quá đây mà. Đã không có ý định làm Galio rồi chứ em ơi, tại vì JC nó ra trước cho mình 7 con rồi á. Ok. Tự nhiên run JC ra một đống luôn, xong rồi tưởng một con nữa là lên được luôn. Ra Galio một đống nữa, ảo thì. JC nào. Một con nữa chẳng lẽ không ra anh em. Thiệt luôn. Uầy. Thiệt luôn á mọi người. What the fuck? Chết mẹ rồi. Không ổn rồi nha. Hên là mình còn nhiều máu đó. Hên là mình còn toàn là 80 máu nha. Fit được chắc phải tầm thêm 3 round nữa mới chết. Ôi dồi, không ra JC rồi. Ăn đầu bồi rồi. Lắp đồ trước đã đây mọi. Thua càng ít là càng tốt. Không hiểu luôn. Nãy mình roll là ít nhất phải là tầm 70 hoặc 80 vàng á. Mà còn một con JC cuối cùng không ra. What the. Cái này là mình có nơ cô á nha. Này cố lên. Đừng có thua. Thua là cút đó bạn. Rồi xong, thua rồi đó. Con vết này nó trâu quá vậy. Tội thiệt chứ đánh bóng thua. Không có JC luôn anh em à. Thôi, cứ lấy tướng mắc nhất về mà bán thôi. 5 vàng mà. Còn 38 máu nữa, nhưng mà fit chuẩn là tầm được 2 round nữa. Ok.
Ok bạn ơi, ok bạn ơi. Đây, đồ đẹp luôn thấy không? Hơn là ra đó, chứ không ra là mình cũng hơi mệt mỏi. Không ra chắc xóa game. Hơn là chỗ này mình lấy được một ô thần tượng đúng không? Tăng được thêm tận là 20% đam. Không cần bỏ tướng vào cũng kích được thần tượng, quá là ổn áp luôn. Ông này cũng dắt vàng dắt đồ ra được hai con Viga luôn rồi kìa mọi người. Nhưng mà Jesse của mình nó sẽ gõ hết. Ui. What the 43.000 đam mọi người ạ. Đúng rồi, được 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 tăng thêm 20% nó có khác. Đấy. Ông kia là được con Viga 2 rồi kìa, bỏ vào solo với JC 3 này của mình. Này mình không biết liền. Như nào, không xài Viga luôn à, được quá nhờ. Mày cái đồ nhãn chưa? Ok về GG tất cả anh nha, tại vì đây hẹn sau hay chắc là nhớ like và share ủng hộ cho mình.